các nhà khoa học Đức và Argentina đã xác định được một loại sao mới, kỳ lạ, mạnh mẽ, được bao phủ trong tro cháy do heli. Và kinh dị hơn, loại quái vật vũ trụ này sinh ra từ hai xác chết sao. Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu từ Đại học Tübingen và Đại học Potsdam Đức đã sử dụng quang phổ được thu thập bởi kính thiên văn LAS Binocular đặt tại Arizona, Mỹ và kính thiên văn LAMOS đặt tại Tứ Xuyên, Trung Quốc và xác định được những quái vật vũ trụ hoàn toàn khác biệt so với bất cứ thứ gì từng được quan sát. Các nhà khoa học tạm gọi loại sao này là những ngôi sao bọc trong tro cháy. Trong khi các ngôi sao bình thường có bề mặt bằng hydro và heli, những ngôi sao quái dị này có bề mặt toàn carbon và oxy, chính là một dạng tro sinh ra từ quá trình đốt cháy heli. Vật thể còn gây khó hiểu hơn khi nhiệt độ và bán kính cho thấy chúng vẫn đang tiếp tục đốt cháy heli trong lõi. Giả thuyết chúng là những ngôi sao đang chết đã đốt cháy xong heli trong lõi và chuẩn bị thành sao lùn trắng đã bị loại bỏ. Nghiên cứu được công bố trên Monthly Notices of the Royal Astronomical Society và cũng trên tạp chí này, một bài báo thứ hai đã đem đến câu trả lời. Đó là nghiên cứu từ Đại học La Plata ở Argentina và Viện Vật lý Thiên văn Max Planck ở Đức. Tác giả chính Miller Bertolami giải thích: "Chúng tôi tin rằng các ngôi sao được các đồng nghiệp người Đức của chúng tôi phát hiện có thể hình thành trong sự kiện hợp nhất rất hiếm gặp của sao lùn trắng." Sao lùn trắng vốn là phần còn lại của một ngôi sao đã cạn năng lượng và sụp đổ. Có thể coi đó là xác chết sao, nhưng không hẳn đã chết, mà hoạt động như những zombie, hay còn gọi là xác sống, thây ma trong vũ trụ, thỉnh thoảng vẫn bị phát hiện đang tương tác với các vật thể khác. Dạng sao bọc trong mới lạ, khó gọi tên nói trên, được sinh ra khi hai sao lùn trắng không may va chạm, một sự kiện chắc chắn là thảm khốc, và vật thể được sinh ra phải mang tầm vóc quái vật. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng họ vẫn cần tạo ra các mô hình tinh vi hơn, tìm thêm nhiều dữ liệu để có thể xác định rõ ràng, cũng như hiểu rõ cách thức những quái vật vũ trụ này ra đời và vai trò của chúng trong môi trường không gian. Có một loại cỗ máy thời gian trong vũ trụ. Một nhóm các nhà khoa học do tiến sĩ Benjamin Thomas từ Đại học Texas Austin, Mỹ dẫn đầu đã sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng Hubble tại đài quan sát McDonald để giải đáp bí ẩn gây tranh cãi nhiều năm về các siêu tân tinh. Khi một ngôi sao phát nổ được phát hiện, các nhà khoa học sẽ thấy cách mà ánh sáng của nó thay đổi theo thời gian, lần lượt từng giai đoạn, bắt đầu từ chập chờn, sáng dần lên, sau đó đạt cực đại, rồi bắt đầu mờ dần đi. Bằng cách ghi nhận thời gian trên đồ thị ánh sáng, họ có thể suy ra các đặc điểm vật lý của hệ thống. Một siêu tân tinh hay một ngôi sao phát nổ vốn dĩ là một khoảnh khắc bùng nổ đột ngột. Đáng lẽ các nhà nghiên cứu phải trông thấy khoảnh khắc phát sáng cực đại ngay thời điểm bùng nổ. Nhưng thay vào đó, ánh sáng phát ra trong vụ nổ lại thấp thoáng như một bóng ma. Trong một bài báo được xuất bản trên tạp chí Vật lý Thiên văn, nhóm nghiên cứu đã chứng minh bóng ma ánh sáng trước vụ nổ thực sự là một hiện tượng vượt không thời gian. Tiến sĩ Thomas cho biết nhóm của mình từ lâu đã quan sát ánh sáng phát ra từ siêu tân tinh. Ở thời điểm diễn ra vụ nổ, không gian và thời gian xung quanh siêu tân tinh bị bẻ cong, khiến nó xảy ra hiện tượng bóng ma ánh sáng, chập chờn, thay vì đáng lẽ phải trông thấy ánh sáng chói lòa cực đại ngay lập tức. Siêu tân tinh 2014C một lần nữa giúp chứng minh việc một số siêu tân tinh có đủ sức mạnh để bẻ cong không gian và thời gian, khiến mọi người nhìn thấy những hình ảnh như thể được gửi qua một cỗ máy thời gian. Rõ ràng, loại ánh sáng do vật chất phát ra từ siêu tân tinh rất mạnh, nên nó đã tạo ra bước nhảy tới trái đất nhanh hơn ánh sáng bình thường. Không phải siêu tân tinh nào cũng đủ khả năng để tạo ra hiện tượng tác động tới không thời gian. Các siêu tân tinh mạnh mẽ như 2014C được phân vào loại IB, chứa rất nhiều hydro, từng được gọi là vật chất uốn cong ánh sáng, hoạt động kỳ lạ hơn nhiều so với các vật chất khác. Một hố đen quái vật bất ngờ lật ngược. Một thiên hà được gọi là 1ES1927-654 đã ngừng phát xạ tia X trong vài tháng, sau đó lại tiếp tục phát xạ tia X và tăng cường độ lên. Theo Siba Sislaha, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà khoa học tại Đại học Maryland, hạt Baltimore và Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA cho biết, hiện tượng này đánh dấu lần đầu tiên tia X bị loại bỏ hoàn toàn, trong khi các bước sóng khác vẫn phát ra ánh sáng. Nếu các nhà khoa học có thể xác nhận rằng
Hiện tượng này là do một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của thiên hà thay đổi từ trường, thì sự kiện này có thể giúp các nhà vật lý thiên văn hiểu được sự thay đổi này ảnh hưởng đến môi trường của lỗ đen như thế nào. Dải ngân hà có một lỗ đen lớn nằm ở tâm và lỗ đen kéo vật chất về phía trung tâm. Vật chất tập hợp trong một đĩa bồi tụ xung quanh lỗ đen, sau đó nóng lên và phát ra ánh sáng là các bức sóng nhìn thấy được như tia cực tím và tia X khi vật chất bị đẩy vào bên trong. Vật chất đẩy vào bên trong tạo thành một đám mây gồm các hạt cực nóng mà các nhà khoa học gọi là vầng hào quang. Nghiên cứu mới cho thấy những thay đổi trong vành nhật hoa là nguyên nhân khiến tia X phát ra từ trung tâm của thiên hà 1E S1927+6-54 tạm thời biến mất. Nếu một sự đảo ngược từ trường xảy ra khiến cực Bắc trở thành cực Nam và ngược lại, ánh sáng có thể nhìn thấy và tia cực tím sẽ tăng về phía trung tâm của thiên hà do nóng lên vì hào quang bắt đầu nhỏ đi và đĩa bồi tụ trở nên nhỏ hơn ở trung tâm. Các nhà nghiên cứu cho rằng khi quá trình đảo ngược diễn ra, khu vực này suy yếu nhiều đến mức khiến cho việc phát xạ tia X ngừng lại. Ý tưởng này phù hợp với các quan sát về thiên hà này khi phát xạ tia X xuất hiện trở lại khoảng 4 tháng sau khi chúng biến mất, cho thấy một sự đảo ngược từ trường đã diễn ra. Tương lai đáng sợ khi dải ngân hà va chạm. Một cửa sổ vào tương lai đã được ghi nhận bởi kính viễn vọng Hubble. Đó là cảnh va chạm hai thiên hà to lớn ngang nhau, tạo nên vật thể mang tên cánh thiên thần. Hệ thống thiên hà mang tên VV689 là kết quả của sự hợp nhất giữa hai thiên hà Eris F09588+2002 và Lyda 29031 cùng thuộc chòm sao Sư Tử. Kính viễn vọng không gian Hubble đã bắt chọn góc nhìn tuyệt đẹp từ trái đất đối với VV689, cho thấy hai thiên hà đang trong quá trình hợp nhất bằng cách chồng lấn lên nhau, tạo nên một hình ảnh như đôi cánh đối xứng. Do đó, nó được giới khoa học đặt cho một biệt danh đẹp đẽ là cánh thiên thần. Phát hiện đến từ một tập hợp các quan sát của Hubble trong khuôn khổ dự án vườn thú thiên hà, với sự tham gia của hàng trăm ngàn tình nguyện viên yêu thích thiên văn làm nhiệm vụ phân tích dữ liệu. Theo nhóm điều hành Hubble và dự án vườn thú thiên hà, cánh thiên thần là một trong những thiên hà kỳ lạ nhất mà dự án đã ghi nhận được. Những thiên hà lạ lùng và đang trong trạng thái hợp nhất như thế này đem lại nhiều dữ liệu quý giá, bao gồm hiểu biết mới về cách thiên hà hợp nhất, điều đã và tiếp tục xảy ra với dải ngân hà. Trước đó, các nghiên cứu cho thấy thiên hà chứa trái đất Milky Way, còn gọi là ngân hà, đã trải qua gần 20 cuộc hợp nhất để đạt đến kích thước quái vật như ngày nay. Do quá to lớn và mạnh mẽ, nên thường Milky Way sẽ nuốt chọn nạn nhân. Tuy nhiên, khoảng 2 tỷ năm nữa, một phiên bản cánh thiên thần đẹp và đáng sợ có thể xảy ra khi Milky Way đối đầu trực tiếp với thiên hà tiên nữ Andromeda có kích cỡ ngang ngửa. Vụ va chạm này được cho là sẽ hất văng trái đất khỏi vùng sự sống